Đâu, đây là kem hoa quả. Ừ, ngon lắm. Đẹp chưa? Bây giờ anh sẽ hỏi màu nhá. Bây giờ anh đố em màu gì mà em biết được thì anh sẽ cho em ăn. Đây là màu gì? Màu hồng. Màu hồng à? Đúng rồi, cắn một miếng màu hồng nào. Cắn một miếng màu hồng nào. Thế đây là màu gì? Đúng rồi, màu cam. Cắn một miếng màu cam à? Cắn một miếng màu cam. Thế đây là màu gì? Đây cơ mà. Không biết gì. Không phải màu hồng đâu, đây là màu đỏ, anh biết thế nên anh sẽ cắn cái miếng đỏ. Ngon nhỉ, ngon không? Thử cắn một miếng xem nào. Ngon không? Ngon nhỉ. Em cầm nhá. Nào cho anh một miếng. Ngon hết. Wow, hai anh em nhà bạn Cam lại có cái gì ăn thế kia nhỉ? Em ơi, lại còn có cả ô tô nữa cơ. Mình phải ra mình xin mới được. Ôi em Cam, ăn kem màu cam. Hôm nay mặc váy đẹp thế nhỉ? Váy tím xong lại ăn kem lại có màu tím, màu cam, màu đỏ này. Cho chị xin một miếng thôi. Cùng cho á, đưa đây. Này, bạn làm gì đấy? Này, bà Trang, bạn làm gì đấy? Bạn định lấy kem của em Cam nhà tớ à? Tớ có lấy đâu. Tớ vừa nhìn thấy cậu ráng kem của Cam đây, cậu còn chối à? Tớ mượn thôi. Mượn cái gì? Mượn là để ăn à? Tớ xin một miếng mà em Cam lại không cho tớ. Nếu em Cam không cho thì thôi, cậu đừng có xin nữa. Cậu đi về đi. Xin có một miếng thôi. Xin gì mà xin? Đấy, bạn Cam. Em Cam nhà tớ có cho đâu mà sao cậu lại rằng kem của em Cam nhà tớ. Thế cho tớ mượn ô tô chơi một lúc. Đấy, Cam lắc đầu kìa, không cho mượn đâu. Được rồi. Đưa đây giả tớ đây, giả tớ, đừng có lấy đồ nhà tớ nữa. Mít đâu? Không cho mình nha. Đi về. Mang con chó của cậu về đi, vừa nãy nó sang đây nó ăn hết đồ nhà tớ đây. Không cho á, mẹ tớ nha. Cho tớ tiền nha, tớ ra siêu thị tớ mua nhiều đồ hơn nha. Úi giời ơi, thôi đừng có nói phét nữa. Mẹ cậu còn lâu mới cho cậu tiền ấy. Không đừng... tin gì. Chờ xem nha. Được rồi. Đi thôi. Tức thế cơ chứ này. Bây giờ mà về mình xin tiền mẹ mình, có khi mẹ mình lại không cho mình đâu. Tại vì hôm qua mình đã xin tiền mẹ mình một lần rồi. Thế thì bây giờ làm nào để có tiền để đi siêu thị mua đồ nhỉ? Mình sẽ lấy con lợn tiết kiệm của mình ra để đi mua đồ các bạn ơi. Anh em nhà Cam dám khinh thường mình lần này à, mình có đầy tiền nha. Mình sẽ đi mua đồ cho anh em nhà Cam biết tay nha. Con lợn hôm trước mình nuôi mình để đâu nhỉ? Mình nuôi nó mình thả đây mà. Đây rồi. Ê, úi giời. Đây là con mít của mình, không phải con lợn. Đang gọi con lợn mà, sao mày lại ra đây hả mít? Đây rồi các bạn ơi. Đấy. Một con lợn lại trèo lên cây cao thế này à. Wow, dụng lợn rồi. Một chú lợn màu hồng nha. Mình nuôi phải được nửa năm rồi đấy. Mình sẽ mổ nó ra nhé, xem bên trong nó được nhiều tiền đúng không nha các bạn ơi. Ui giời, nhiều tiền chưa này. Thích chưa? Wow, 50.000 này, 5.000 này, 10.000 này, 2.000 này, 2.000 này, một đống tiền luôn nhá. Này mình sẽ đi mua đồ nha các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ vào siêu thị để mua bim bim nha. Về nhà khoe bạn Nhím nha, bạn Nhím không cho mình ăn. Đi thôi. Bim bim cua hoàng đế này. Ôi nhiều bim bim quá, giờ mình chỉ lấy mỗi thứ một cái nha. Một giỏ đầy bim bim luôn các bạn ơi.
gấu này, kem bình con gấu này. Mình mua đầy một giỏ đồ rồi này các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thanh toán nha. Cha mới đi chơi đi. Đi ra đồng chơi đi. Đi không? Đi. Đi ra đồng chơi đi. Ô. Úi trời. Ai này? Bạn Trang này. Đúng rồi, hai nghe nhà bạn Nhím này. Ờ, bọn mình đang đi ra đồng chơi đây. Nhìn thấy cái gì đây không? Cái gì đây? Cây bim bim đây. Ôi ôi, đây là một cái cây bim bim cơ à? Nhiều bim. Nhiều chưa này. Nhiều bim bim thế, còn có cả cái gì nữa này? Kinh chưa này, ô tô. Ô tô gì đấy? Ô tô domino. Thế à? Biết domino là gì không? Bim bim kìa. Ờ, bim bim lấy cam ạ. Em thích ăn bim bim không? Thích ăn cam. Thích ăn bim bim. Thích ăn bim bim nhỉ? Hay để anh xin bạn Trang nhá. Trang ơi, cho tớ một gói, tớ với em cam một gói bim bim. Oh no 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 no. Làm sao thế? Chứ vừa nãy ai giật tay tớ không cho tớ ăn kem ấy nhỉ? Ờ nhưng mà đấy là kem của em cam. Em cam thì tớ xin một miếng mà anh em nhà cậu có cho tớ đâu. Đây cam ơi, cam vào cho chị Trang kem đi, xong rồi mình xin bim bim đi. Bim bim tôm hùm nha. Ôi, bim bim tôm hùm cơ á. Wow. Đây, em há mồm ra. Ui dồi ôi, lại còn trêu em cam nhà mình nữa. Cho mình một miếng đi. Cam cho chị Trang kem đi. Để mình xin bim. Đấy. Đấy kem đấy. Ui dồi ôi. Đấy cậu ăn hết kem của tớ rồi nhá. Bây giờ cậu phải cho tớ bim. Ngon thế này mà không cho sớm. Kem vị hoa quả, các loại hoa quả ngon kinh khủng luôn các bạn ơi. Ờ đấy, bây giờ cậu phải cho tớ bim đi. Lần sau các bạn nhớ phải cho tớ nhá. Ờ lần sau tớ sẽ cho cậu bim. Đâu cho tớ một miếng nào. Cho tớ bim bim. À lần sau tớ sẽ cho cậu kem. Nếu mà có đồ chơi với cả kem thì tớ sẽ cho cậu. Nhá cam nhá, lần sau mình sẽ cho chị Trang nhá. Đấy. Bây giờ ngon thế à? Cay quá. Thế à? Wow các bạn ơi, lần sau các bạn mà có đồ gì thì các bạn hãy chia sẻ cho mọi người nhá. Chúng mình phải hòa thuận yêu thương nhau, chia sẻ cho nhau nhá. Biết chưa? Có đồ gì này lúc nào cũng phải cho nhau chơi cùng, ăn cùng nhá. Ăn đi.